Trạng thái số 3 đó là chúng ta đang có một mối quan hệ. Chúng ta đang có một mối quan hệ với người yêu hoặc là với vợ, với chồng của mình. Tuy nhiên, cả hai người đều muốn rời bỏ ra đi. Tức là ở trong một mối quan hệ nhưng hai người không có tiếng nói chung. Sống với nhau cảm thấy rất là áp lực, đau khổ. Nói chuyện với nhau là muốn cãi nhau, muốn chửi nhau rồi. Không muốn chạm vào người nhau, cảm thấy không có cảm hứng để chạm vào người nhau. Và sống với nhau giống như những cái người bạn vì có những cái mục tiêu chung, ví dụ như là con cái, ví dụ như là gia đình hai bên, ví dụ như là sợ bố mẹ buồn, rồi sợ ông bà lo lắng, sợ họ hàng gièm pha cười chê, sợ những cái luật lệ của làng của xã. Thì đấy là ở giai đoạn số 3, tức là đang trong một mối quan hệ nhưng mà muốn rời bỏ mối quan hệ đó. Cả hai người nhé, cả hai người đều muốn rời bỏ mối quan hệ đó. Chỉ có điều là điều kiện nó chưa đủ để mà rời bỏ thôi. Chứ còn sống với nhau nhưng không hạnh phúc, không vui vẻ. Gặp nhau là muốn cãi nhau, gặp nhau là muốn ngoái nhau, chửi nhau, nói chuyện nhau là dăm ba câu là đã khó chịu rồi. Ra ngoài nói chuyện với mọi người bên ngoài thì vui vẻ, nhiệt tình, thoải mái. Nhưng về nhà nói chuyện với vợ, với chồng mình cảm thấy cau có, khó chịu, rồi không vui, không thích. Thì đây là trạng thái số 3. Và đây là cái trạng thái phổ biến rất nhiều người, rất nhiều cặp vợ chồng gặp.